Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Kim Toyota Tân Cảng quý vị. Đây là một chiếc xe lướt mới về tại Toyota Tân Cảng quý vị. Toyota Hilux bản 2 cầu và Adventure đời 2021. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe này chỉ chạy có 21.720 mấy km thôi ạ. Số km rất là ít nha quý vị. Đó, bảo hành tới 2024. Và hiện tại trên thị trường là những cái dòng xe như thế này rất là hiếm luôn quý vị. Tại vì hiện tại do bị thiếu cái chip linh kiện á, nên là quý vị sẽ thấy là thị trường xe mới về Việt Nam á, với cái số lượng rất là ít. Và đặc biệt thì cái dòng bán tải này nữa, thì quý vị lâu nay quý vị sẽ thể thấy là quý vị nào mà tham khảo những cái dòng xe mới thì hầu như không có xe quý vị. Thì đây là một chiếc xe lướt với cái chất lượng xe còn rất là đẹp, thì mới về tại Toyota Tân Cảng. Thì hôm nay khi mời quý vị hãy cùng Kim khám phá chi tiết mẫu xe này ạ. Và bên Kim cũng cần thu mua rất là nhiều những cái dòng xe cũ khác nhau, nên quý vị có nhu cầu thì vui lòng gọi hotline để bên Kim có thể tư vấn và thu xe cũ với của quý vị với cái giá tốt nhất là quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Kim khám phá chi tiết mẫu xe này ạ. Xin mời quý vị, em nói này quý vị, hai lớp nha quý vị. Nè, tổng thể rồi quý vị nè, như Kim nói ha, tổng thể của xe còn rất là đẹp ha, các chi tiết trong xe còn rất là mới, những cái cụm đèn nè, đó, những cái dãy đèn led kéo dài trong xe nè, đó, xe là full led nha quý vị. Phía trước thì có hệ thống cảm biến phía trước này ha, cảm biến góc phía trước nè, rồi đèn sương mù nè, đây vỏ xe này quý vị nè, đây quý vị thấy không, vỏ xe còn rất là dày ha, là vỏ 2021 luôn nha quý vị. Thì quý vị có thể thấy nè, từ trước ra sau nè của cái xe này quý vị nè, đó, nhìn rất là đồng nhất với nhau ha, và phải nói là chất xe khỏi phải chê rồi nè, những cái đường chỉ nè, những cái khe hở cửa giữa cái cản và cái về nè quý vị thấy không nè, hệ thống start top nè, đây chỉ nè, đây ha, nè quý vị thấy không, cái bảng tính bị cửa phía bên phải này còn rất là mới quý vị, không có trầy xước gì hết ha. Nè, chất lượng ghế bên trong này quý vị, đây đó, nội thất bên trong với tổng thể là màu đen nha quý vị, đây kết hợp với màn DVD và loa của JBL quý vị đó, một thương hiệu mà quý vị có thể trên thị trường quý vị thấy là những cái loa JBL thì nghe âm thanh rất là hay ha. Hệ thống nút bấm này, chuyển cầu này, từ một cầu qua hai cầu này, rồi hệ thống điều hòa tự động này, tất cả các phím chức năng trên xe còn rất là mới ha. Đó, xe thì sử dụng chìa khóa thông minh này quý vị. Đó, quý vị thấy không, nội thất y như là mới ha. Trần xe này quý vị nè, trần xe bằng nỉ, nhưng mà quý vị thấy là rất là sạch sẽ ha. Đó, chiếc xe này thì không chia vào đâu được quý vị. Đó, từ ngoại thất, nội thất bên trong xe này quý vị nè, những cái cửa gió này quý vị thấy không, còn rất là mới ha. Đây, để mình gặp lên thôi để mình quan sát cho rõ hơn nè quý vị thấy không, hàng ghế sau da không có nhăn nheo gì luôn đó quý vị. Đó, chứng tỏ là cái hàng ghế sau rất là ít sử dụng ha. Những cái bước chân này quý vị nè, không có trầy xước gì hết ha, đó là cái chất lượng còn lại rất là mới ạ. Đây bộ vỏ sau đây quý vị, đúng chất xe chạy 21.000 quý vị, đây 2021. Ở phía sau này thì quý vị có thể thấy nè, những cái cụm đèn nè, và ký hiệu đặc trưng của dòng Hilux phiên bản cao cấp nhất ha, Adventure ha. Ở trên này thì quý vị đã thấy là xe đã được trang bị nắp thùng thấp mà quý vị, đây có trang bị nắp thùng luôn rồi. Đó, thì xe rất là ngầu quý vị. Còn ở đây là vị trí của cái camera da quý vị, đây và những cái cảm biến đây. Đây là hệ thống cảm biến gốc và có cảm biến da ở phía sau đây. Xe này cứng tên cá nhân một đời chủ tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Đây còn đây là tổng thể phía bên trái này quý vị này, nhìn từ sau ra trước, từ trước ra sau ha. Đây, vỏ này quý vị nè, vỏ này đều là vỏ 2021 hết nha quý vị. Cửa này quý vị,
Đó, quý vị thấy không? Âm thanh đóng cửa rất là đầm ha. Đây. Không có gì mà phải chê về nội thất cũng như là ngoại thất của cái xe này. Theo khi nghĩ cái này thì quan trọng chỉ là giá cả thôi. Đây, số km đây quý vị, 21.720 km quý vị ha. Đó. Nổ máy rất là nhẹ nhàng ha. Đây, camera xe đây quý vị, rất rõ nét và sát nét. Đó, quý vị thấy không? Đây, các phím chức năng này, trong xe này. Đó, có bản đồ tích hợp trên đây luôn rồi. Hiện tại xe đang ở Toyota Hiroshima Tân Cảng nha quý vị. Đó. Đó. Hiện tại thì cái mẫu xe Toyota Hilux này á, thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 1.022.000.000 đồng nha quý vị. Đó. Nếu quý vị nào mà thích cái dòng xe này á, thì có thể ghé Toyota Tân Cảng xem xe ha. Đây, quý vị ở phía trước này, quý vị có thể nghe tiếng máy không ạ? Nổ rất là giòn và đều nha quý vị. Đó, và khoảng cách giữa những tiếng nổ rất là êm ái ha. Đó, Toyota Tân Cảng thì luôn đảm bảo quý vị là xe không tai nạn, không ngập nước. Quý vị cứ yên tâm về cái chất lượng xe tại Toyota Tân Cảng ha. Với mức giá được đưa ra đó là 1.022.000.000 đồng. Thì quý vị nào mà thích cái dòng xe này á, thì có thể ghé Toyota Tân Cảng xem xe, thì bên Kim sẽ tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất về mẫu xe này á. Mẫu xe này đương nhiên thì có hình thức trả góp đâu nha quý vị. Đó, một chiếc xe với chất lượng rất là đẹp. Thì quý vị có nhu cầu về dòng xe này á, thì vui lòng gọi hotline hoặc là dành ít thời gian tới trực tiếp Toyota Tân Cảng để xem chi tiết về mẫu xe này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.